Một lượng lớn hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng tử cũng vừa được lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt giữ khi đang được vận chuyển trên một ô tô khách. Khám xét xe khách do tài xế Nguyễn Đăng Hùng trú tại tỉnh Quảng Trị điều khiển, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.000 gói thuốc lá các loại, 25 thùng hàng máy xay sinh tố không có nhãn mác, 110 kg giày và 2 tấn cá khô không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra.